Thì xin kính chào tất cả quý khán giả cùng tất cả các anh chị em fan Thiện Âm yêu thương. Thì ngày hôm nay là ngày 24 tháng 12 2023. Cũng ngày đây là lễ ngày lễ Giáng sinh cũng như là ngày Tết Noel. Thì thường thì đại giỏ nghe như vậy chứ đại giỏ không phải là đạo Thiên Chúa. Nhưng mà năm nào cũng vậy, cứ tới ngày hôm nay tới ngày lễ lễ Giáng sinh thì tất cả dù cho chúng ta không phải là đạo Thiên Chúa, chúng ta đạo Phật hay tất cả đạo gì thì cái ngày hôm nay chúng ta cũng đều cùng nhau để mừng lễ Giáng sinh. Bữa năm năm nay thì năm nay thì đúng ra ngày hôm nay là ngày đại giỏ, như lời chia sẻ tuần trước là cứ mỗi chiều tối thứ bảy là đại giỏ lên live giao lưu ca nhạc và bốc thăm có thưởng hoặc là đố vui có thưởng. Nhưng vì sức khỏe đại giỏ vừa bị chấn thương á, chấn thương cái chân cho nên là ngồi lâu không có được, thì các anh đại giỏ không có kịp thông báo cho cả nhà chúng ta được biết. Thì ngày hôm nay đại giỏ cái chấn thương nó cũng chưa có hết, cho nên là ngồi lâu á, thì nó rất là nhức. Khi mà chúng ta tổ chức cái buổi ca nhạc giao lưu đối với trúng thưởng là gần 3 tiếng đồng hồ cả nhà, cho nên là phải mở nhạc hết, tất cả các anh chị đã gửi thì nó mới vui. Nhưng mà đại giỏ không có tổ chức được thì ngày hôm nay đại giỏ chỉ chia sẻ trên cái video này, và đại giỏ sẽ up lên gửi đến quý anh chị em cùng tất cả các anh chị fan Thiện Âm yêu thương. Thì đại giỏ một lần nữa xin cáo lỗi với cả nhà thân yêu của chúng ta nha. Thì trước tiên bước vào cái nội dung của ngày hôm nay, đại giỏ xin kính chúc tất cả các anh chị em cùng quý khán giả có một đêm Giáng sinh thật là an lành, ấm áp và hạnh phúc ạ. Đại giỏ xin kính chúc. Thì và đại giỏ cũng xin cảm ơn, gửi lời cảm ơn tất cả các quý khán giả cùng tất cả các anh chị em fan Thiện Âm yêu thương trong thời gian đã ủng hộ kênh của đại giỏ. Dù cho đại giỏ làm chương trình gì hay là nội dung nào mà chia sẻ nội dung gì thì tất cả các quý khán giả cùng các anh chị em cũng đều ủng hộ đại giỏ cả. Thì đại giỏ cảm ơn điều đó rất là nhiều ạ. Thì ngày hôm nay thì nội dung thứ nhất, đại giỏ muốn chia sẻ một số vấn đề về cái cuộc sống của chúng ta. Sau đó thì đại giỏ sẽ gửi một số bài hát của các anh chị đã gửi cho cả đại giỏ, thì đại giỏ sẽ gửi những bài hát đó gửi đến quý anh chị em cùng khán giả để chúng ta thưởng thức trên kênh của đại giỏ trong cái đêm Giáng sinh, thì của ngày lễ Giáng sinh. Thì đại giỏ xin mời cả nhà chúng ta là hãy ủng hộ đại giỏ ạ. Thì theo như cuộc sống của chúng ta hàng ngày thì ở đây thì đại giỏ cái nội dung của đại giỏ là thường là chia sẻ về cuộc sống rồi về sức khỏe. Thì hôm nay đại giỏ chia sẻ một chút xíu về cái vấn đề cuộc sống và một chút xíu về sức khỏe. Thì như anh chị chúng ta đã biết, tuổi chúng ta thì từ 50 tuổi đổ lên thì sức khỏe chúng ta rất là kém, chúng ta không có khỏe như là trẻ. Cho nên đại giỏ cũng rất là cảm động trong thời gian qua tất cả các anh chị em về cái câu chuyện Thiện Âm mà tất cả các anh chị em của chúng ta đã cùng nhau, vì chúng ta thương gia đình Thiện Âm thì chúng ta cũng muốn đóng góp một phần nào đó để là bên vực gia đình Thiện Âm. Thì gia đình Thiện Âm thì chúng ta đã biết rồi, nơi thấp cổ bé họng thì bị ức hiếp, thì chúng ta cũng cùng nhận gì lòng cảm thông, rồi gì là gì tình yêu thương, cái nơi mà bị ức hiếp như thế thì chúng ta đã cùng nhau nắm tay nhau, rồi đưa một con người thì ủng hộ lên xem và ủng hộ, rồi có những cái kênh YouTube thì chúng ta đưa lên những tiếng nói để chúng ta bên vực gia đình Thiện Âm. Thì cái điều mà chúng ta để theo bản thân đại giỏ thì đối với đại giỏ được làm quen với tất cả các anh chị em mà trên cái không gian mạng này trong câu chuyện Thiện Âm, thì đại giỏ rất là hạnh phúc khi được giao lưu và được làm quen với tất cả các anh chị em. Và đại giỏ hạnh phúc nhất là đại giỏ đã được làm quen tất cả các anh chị em ở nhiều nước, một số nước mà đại giỏ đã biết, thí dụ nước Mỹ, nước Úc, rồi Canada, Hàn Quốc, rồi nhiều cái
một số nước khác nữa, thì đại võ rất là hạnh phúc và may mắn là mình được giao lưu được tất cả các anh chị em trên không phải trong đất nước chúng ta mà ngoài nước chúng ta, chúng ta đại võ cũng được làm quen. Thì cái điều đó đối với đại võ rất là hạnh phúc ạ. Thì ở đây đại võ muốn nói như thế này, cả nhà ơi, chúng ta có duyên dữ lắm, chúng ta mới gặp nhau trên không gian mạng này và chúng ta đã kết giao, là bạn bè cũng từng yêu thương nhau, cũng thường chia sẻ nỗi buồn niềm vui trên cái cuộc sống này. Thì mặc dù chia sẻ cái câu chuyện thiền am cũng như là chia sẻ cái câu chuyện cuộc sống của chúng ta, thì điều đó là chúng ta mặc dù có những chúng ta không trực tiếp là giao lưu, mà chúng ta chỉ giao lưu bằng cái nick thôi, cái nick trên cái trên các cái clip mà các anh chị chia sẻ, thì đại võ cảm thấy cái điều đó chúng ta rất là may mắn và hạnh phúc ạ. Thì đại võ ở đây, đại võ muốn tất cả chúng ta, đại võ muốn tất cả chúng ta đã có cái duyên như thế, thì chúng ta hãy rộng lòng bỏ qua tất cả những lỗi lầm của mọi người, thì chúng ta trân trọng mà cái tình yêu thương đó, trân trọng cái sự giao kết đó, để cho cuộc sống của chúng ta thật là tốt đẹp đó. Thì đó là đại võ muốn chia sẻ một số nội dung cuộc sống của chúng ta hiện tại là thực tế mà bây giờ thì chúng ta đang gặp phải. Thì còn vấn đề về sức khỏe, đại võ khi chúng ta từ mà 50 tuổi trở lên thì sức khỏe của ta về tim mạch đó chúng ta rất là kém. Thì khi chúng ta bị tim mạch rồi chúng ta lại bị tiểu đường, thì những anh chị em mà tuổi từ 50 đến 70-80 á, thì sức khỏe của chúng ta là dễ bị suy sụp lắm. Cho nên là chúng ta phải giữ gìn sức khỏe. Nếu mà chúng ta muốn sức khỏe chúng ta tốt thì chúng ta luôn luôn lúc nào chúng ta phải tạo niềm vui, và chúng ta giống như là có một trong cuộc sống mà làm sao chúng ta không vấp phải những cái điều mà chúng ta không mong muốn, và chúng ta cũng có những cái bức xúc, cũng có những cái tức giận. Nhưng mà các anh chị ơi, nếu mà chúng ta mà thường xuyên bức xúc, thường xuyên tức giận, thì cái sức khỏe chúng ta rất là giảm sút, là nhất là về tim mạch. Và nếu mà chúng ta mất ngủ á, thì mất ngủ lâu ngày chúng ta dễ bị đi đến đột quỵ. Cho nên đại võ khuyên tất cả các anh chị em chúng ta luôn luôn lúc nào chúng ta cũng tạo niềm vui cho nhau. Nếu như mà chúng ta có một cái điều gì trong cuộc sống chúng ta bị bức xúc, hay là chúng ta buồn phiền một cái gì đó, rất là buồn phiền, rất là bức xúc, thì chúng ta tìm một cái gì đó, chúng ta tìm chẳng hạn như là như đại võ, thì khi chúng ta đại võ buồn á, xách xe chạy chạy đến một cái khu nào đó, cái đại võ ngồi đó nhìn mây, nhìn gió, nhìn cảnh này kia, cái suy nghĩ từ từ cái nó nhẹ xuống đó. Rồi hoặc là đại võ cầm cái máy lên hát, rồi những anh chị nào không hát thì chúng ta nghe nhạc, hoặc là chúng ta nghe nhạc Phật pháp nó, hoặc là chúng ta có điều kiện thì chúng ta lấy xe chúng ta chạy đi một vòng. Thì cái chúng ta khi mà cả nhà cứ tin đại võ đi làm như thế, là cái tâm mình rất là nhẹ, là những cái điều gì buồn phiền là quá hết, không có một cái suy nghĩ căng thẳng gì nữa, là chúng ta có một giấc ngủ ngon. Thì một đêm mà chúng ta ngủ được từ 5 đến 6 tiếng, ít nhất là 6 tiếng, đủ từ 6 đến 8 tiếng, thì cái sức khỏe của chúng ta rất là tốt, da chúng ta đẹp nè, rồi tinh thần chúng ta thoải mái nè đó, rồi cái trái tim của tâm khỏe mạnh nè đó. Đó thì cả nhà cứ tin đại võ đi, chúng ta làm điều đó là cảm thấy tinh thần rất là thoải mái. Và chúng ta đừng bao giờ, đại võ biết là tất cả các anh chị em á, ai cũng có một cái lòng sân si trên, ít nhiều có thôi, cũng có, nhưng mà chúng ta tập là xóa bớt những cái sân si trong lòng của chúng ta đi, thì chúng ta sẽ nhẹ thôi. Đó là những cái gì mà đại võ muốn chia sẻ ngày hôm nay. Thì thôi thì đại võ chỉ chia sẻ trong cái đêm Giáng sinh của ngài, cái ngày Giáng sinh ngày hôm nay, thì đại võ chia sẻ một số nội dung như thế. Mong rằng tất cả chúng ta, anh em chúng ta, nếu mà quan tâm sức khỏe thì anh chị em của chúng ta hãy áp dụng thử cái cách của đại võ, xem của mình có bớt căng thẳng không, rồi sức khỏe chúng ta có tốt lên không, rồi cái giấc ngủ chúng ta có tốt lên hay không đó. Thì mong rằng tất cả anh chị em chúng ta hãy thực hiện những cái gì mà đại võ vừa chia sẻ, để chúng ta cảm nhận được cái vấn đề của đại võ chia sẻ có đúng hay không. Thì cảm ơn cả nhà đã lắng nghe đại võ chia sẻ vấn đề về cuộc sống và sức khỏe. Thì sau đây đại võ sẽ mở cái bài nhạc của các anh chị, có mấy bài thôi, thì
đại võ sau khi mở mấy các bài nhạc của các anh chị thì đại võ sẽ hát một bài để tặng các anh chị trong cái đêm Giáng sinh. Thật sự ra đại võ không phải là đạo Thiên Chúa cho nên là không có hát được mấy cái bài nói về Giáng sinh Noel, cho nên là đại võ không biết hát. Thì bây giờ đại võ sẽ mở đầu tiên đại võ sẽ mở bài hát của em gái Ritili, đại võ đọc như vậy không biết đúng không nữa, Ritinali đó vậy đó. Thì đại võ mời cả nhà chúng ta hãy lắng nghe tiếng hát của em ấy ạ. Bluetooth mode. Bài hát được mang tên Mùa Mưa Qua Đi. Mời cả nhà chúng ta được lắng nghe. Xong đại võ sẽ phát ra bài tiếp theo nha cả nhà ơi. Đại võ sẽ hát bài Tình Nghèo Có Nhau.
mình ngoài Mộc Châu, ngoài này cảnh rất là đẹp luôn mọi người.
bài ca Lý Chim Nguyên. Rồi, mời cả nhà chúng ta lắng nghe tiếng hát của chị Lê Thị Mở nha cả nhà. Nên là chị Nhân Phạm không có gửi bài à, nhưng mà chúng ta nghe một đoạn này nha cả nhà, chúng ta nghe một đoạn này nha. Miệng đời dao lam hai lưỡi mỏng manh, miệng đời nhiều lưỡi bẩn tanh kinh người, lưỡi không xương trăm đường lắt léo, miệng không dành méo mó tứ phương. Ai ganh ghét mình có nghĩa là họ đang thua mình, ai muốn đặt mình xuống là họ đang đứng dưới mình, ai nói xấu mình tất
sợ mình. Người khác đối xử với bạn thế nào là nghiệp của họ, bạn đối xử với họ thế nào là nghiệp của bạn. Cho nên không sợ người nói xấu, chỉ sợ mình làm xấu. Miệng đời là thứ vũ khí ẩn dật, khiến những suy nghĩ chân thật bị sai lệch giả dối. Họ có thể nói tốt về bạn khi họ cần. Quay đâu mà ta, cái này sao yếu như ta. Và giết chết giá trị của bạn khi bạn đang có những thứ hơn họ. Cuộc sống mà quay không mà trời, hay quá à. Cả nhà ơi, thôi chúng ta nghe. Cuộc sống. Để chúng ta nghe lại nha cả nhà. Miệng đời khó mở quá cả nhà, thôi chúng ta bỏ qua nha cả nhà. Cảm ơn chị Dân Phạm đã gửi những cái thông điệp, những cái thông điệp, những cái lời hay ý đẹp rất là hay ạ. Bây giờ chúng ta hãy nghe tiếng hát của Thanh. Như là chiều Thanh Thí à, tiếng hát của Xuân Nguyễn nha cả nhà. Coi tiếng hát của Xuân Nguyễn nha cả nhà. Nhà chúng ta nghe tiếng hát của Xuân Nguyễn, tâm sự nàng Xuân. Rồi cái bài tên là Tình Đời. Rồi cả nhà chúng ta lắng nghe tiếng hát của Xuân Nguyễn ạ. Biết có ai gửi không cả nhà? Rồi không có còn bài hát của ai nữa thì đại võ xin hát một bài nữa, rồi đại võ xin dừng video tại đây nha cả nhà. Đại võ xin hát cái bài là cái bài thôi mình hát cái bài để bài gì nữa. Bây giờ mình hát cái bài cho nó vui vui đi cả nhà. Các bạn ngày còn anh bên tôi đi các nhà, ngày còn anh bên tôi. Khi phơi trong nhà, áo quần chỉ giặt qua nước giặt thường có mùi, nhưng ngọc có đau ni hình nước hoa ngọc trai đêm, loại bỏ mùi ẩm mốc khi phơi qua đêm tốt hơn so với chỉ dùng nước giặt, thiên thần ấn tự và bền lâu. Dolly mới. Này còn em lên mà tới giờ chúng ta còn lắng nghe.
nghe là giờ hát là cảm ơn rất là nhiều. Thì mình chỉ quay video thôi, mình xin dừng đại võ xin dừng video tại đây. Thì một lần nữa đại võ cũng xin chia sẻ với cả nhà chúng ta là chúng ta hãy vui lên, và chúng ta nếu mà chúng ta buồn hay là bức xúc một điều gì đó, chúng ta muốn nhẹ lòng, hãy hát một bài hát thật là vui, hoặc là chúng ta hát cũng được hát lên thật là lớn, thì chúng ta chạy đi một vòng nào đó để ngắm cảnh quê hương là cảnh vật gì đó, thì cho cái lòng chúng ta nhẹ lại. Chúng ta đừng bao giờ trả lời hoặc nói một điều gì khi chúng ta đang bức xúc. Vậy chúng ta đang bức xúc thì chúng ta nói không có chuẩn, không có đúng. Và chúng ta đừng bao giờ đặt cái tâu chúng ta lớn quá, thì cái cuộc sống của chúng ta không bao giờ được bình yên và bằng phẳng cả. Cái đó là lời chia sẻ chân tình của đại võ. Mong cả nhà thân yêu hãy thông cảm và hiểu cho đại võ, thông cảm cho đại võ nha. Đại võ xin cảm ơn cả nhà thân yêu của chúng ta rất là nhiều ạ. Thì cuối clip ngày hôm nay, đại võ xin kính chúc tất cả các quý khán giả, anh chị em trong và ngoài nước luôn luôn có một mùa Giáng sinh thật là vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc ạ. Và quên, thật là bình an ạ. Mong cả nhà thân yêu chúng ta hãy thật là vui vẻ ạ. Rồi, thì cảm ơn giờ xin cảm ơn cả nhà thân yêu của chúng ta rất là nhiều ạ. Lần cuối mà đại võ xin hỏi cả nhà thân yêu, đại võ quên hỏi cả nhà thân yêu một lời thôi, rồi chúng ta xuống ngừng video tại đây nha cả nhà. Đại võ không biết cả nhà thân yêu chúng ta có nhận xét ngày hôm nay đại võ như thế nào không ạ? Có đẹp không ạ? Có đẹp không ạ? Có khác lạ những ngày trước không ạ? Nếu mà cả nhà chúng ta thấy xấu thì cho số 1, nếu đẹp thì cho số 2 ạ. Tại vui cả nhà chút xíu thôi, xin bye bye. Bye cả nhà thân yêu nha, hẹn gặp lại nha.